Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với Bếp Đàn Ông. Đến với cái video ngày hôm nay thì Bếp Đàn Ông xin chia sẻ một cái bí quyết làm giò thủ. Nếu như cô chú anh chị em và các bạn nào đang có ý định làm giò thủ để ăn Tết thì hãy xem video này nhé. Các cô, các thím và các chị, nếu như muốn làm cái món này ngày thường cũng được, để cho ông xã mình nhâm nhi vài ly bia thì thật là tuyệt vời. Cái món này ăn rất là ngon luôn cô chú anh chị. Và cái cách làm thì cũng rất là đơn giản. Bây giờ thì hãy cùng Bếp Đàn Ông vào bếp để thực hiện thôi nha. Mở đầu cho cái video ngày hôm nay á, cái video giò thủ này thì những cái nguyên liệu chính gồm có như sau nè. Ở đây á, Bếp Đàn Ông có 2 ký thịt, 2 cái lỗ tai heo to, 1 cái lưỡi heo và 1 miếng bắp chưng. Nói chung là bắp giò đó cô chú anh chị. Cái miếng thịt bắp đó, mình có 1 cái củ gừng nè, vài cái củ hành tím, vài cái gốc hành lá, muối và mình có nấm mèo. Nấm mèo thì cô chú anh chị mua thì các cô chú anh chị cũng biết rồi đúng không? Mình mua về mình ngâm nở ra, rồi mình lựa cái nấm mèo nào to, hai da, nhìn màu sắc tươi thì mình mua. Bây giờ thì mình bắt đầu cho tai heo và cái lưỡi của mình vào luộc. Cái tai heo thì mình sẽ luộc cho nó chín hẳn luôn. Còn lưỡi thì mình luộc trong vòng khoảng từ 5 đến 7 phút. Khi nước sôi lên rồi, cái lớp bông trắng ở trên cái lưỡi đó nó đã tróc ra rồi thì cô chú anh chị sẽ vớt nó ra để mình cạo rửa cho sạch sẽ nhé. Còn tai heo thì lúc mà mình xăm thấy mềm rồi thì là ok. Cho muối vào để giúp cho tai heo của mình á và lưỡi á, nó có cái vị đậm đà hơn. Còn cái thịt bắp này thì mình sẽ xào sống luôn, mình không có luộc nha. Trong khi luộc tai heo và cái lưỡi heo của mình á, thì ở đây á, mình có 3 gốc hành lá, 1 củ hành tím, mình cho vào là 3 lát gừng và tất cả mọi nguyên liệu đều đập dập ra để tạo cái vị thơm cho tai heo của mình nha, cô chú anh chị. Nấm mèo này thì mình dùng 50g và mình ngâm nở. Mình thái cái bảng khoảng 1cm dày dày như thế này nè, để lúc mà mình xào nó không có bị nhũn và nó không có làm mềm cái nấm mèo của mình, giữ được cái độ giòn nha. Được 5 phút rồi, nước đã sôi rồi thì bây giờ mình vớt cái lưỡi ra thôi nha. Cái phần bông trắng này nè của cái lưỡi heo của mình nó đã bông lên rồi thì bây giờ mình sẽ vớt ra để mình cạo nó nha. Tai heo thì mình đã luộc được tầm độ 20 phút rồi. Bây giờ mình xăm chiếc đũa vào thấy nó mềm là được rồi nha cô chú anh chị. Mình đem nó ra, mình bỏ vào và ngâm với nước đá khoảng 15 phút nữa thì nó sẽ rất là giòn và trắng nha cô chú anh chị nha. Mình sắc thịt thì mình sắc cái miếng cỡ vừa phải như thế này nè. Nếu mình sắc dày quá thì mình ăn nó sẽ dính răng. Còn mình sắc mỏng quá thì cái giò mình nó sẽ bị khô nha cô chú anh chị. Và mình xào sống thì cái giò mình nó ăn nó sẽ ngon hơn. Mình sắc miếng lưỡi thì cái bề ngang cũng sẽ dày dày như cái miếng thịt bắp vừa rồi mình sắc đó cô chú anh chị. Còn cái miếng thịt nào mà nó dài quá hay là cô chú anh chị nào thích ăn vừa vừa thì mình sắc nhỏ ra làm đôi cũng được nha. Còn mình muốn để nguyên miếng luôn thì cũng chẳng sao nha. Đến phần thái lỗ tai heo thì cũng vậy luôn. Cô chú anh chị và các bạn thái miếng vừa thôi. Đó, như thế này nè. Nếu như mà mỏng quá thì nó sẽ không có được giòn lắm nha cô chú anh chị. Khi mình làm giò thủ mình lên nó sẽ ăn nó không được giòn lắm. Còn mình thái dày quá đó thì lúc mà mình xào nó rất là lâu ra nhựa luôn. Tốn thời gian và cực cho cô chú anh chị nha. Mình cho thịt bắp,
tai heo, lưỡi đã sắc xong rồi đó. Mình bỏ vào đây để mình ướp gia vị nha. Ở đây mình có khoảng 3 đến 4 gốc đầu hành đập dập, 2 muỗng rưỡi ăn canh đường, 1 muỗng rưỡi tiêu xay và 1 muỗng cà phê tiêu sọ. Thì bây giờ á, những cái tiêu này nè, mình phi thơm lên rồi mình mới bỏ vô đây nha. Rồi mình cho 1 muỗng dung hạt nêm thịt cà no. Ai ăn bột ngọt được á, thì mình sẽ bỏ vào đây là 1 muỗng cà phê và mình cho 2 muỗng ăn canh nước mắm đầy dung luôn. Trộn thật đều để cho cái hỗn hợp gia vị của mình á, nó được hòa tan, và mình nhớ bóp cho mạnh tay vào nha để cho cái gia vị mình nó ngấm vào thịt á. Xào thịt á, thì mình cho khoảng hơn nửa chén dầu. Dầu nhiều không phải đâu nha cô chú anh chị, vì mình xào nhiều dầu như thế này đó để cho cái thịt của mình á, nó mau ra nhựa nè. Rồi lúc mình ép á, thì ép cái khuôn á, thì nó sẽ ra hết dầu nha. À, bây giờ đó thì mình bỏ vào đây là khoảng 4 muỗng ăn canh hành tím băm. Hành tím mình sắc như vậy nè. Rồi bỏ thêm vào đây là cỡ mấy lát gừng sắc sợi nữa, thì nó sẽ giúp cái giò thủ mình nó ngon hơn. Còn về mà cái cách làm truyền thống á, thì sẽ không có bỏ gừng nha. Cô chú anh chị nào nếu thích thì hãy bỏ thử vào đi, ăn nó rất là thơm luôn á. Còn bây giờ mình sẽ bỏ thịt vào nè. Mình bỏ hết cái thịt vào và mình sẽ xào. Xào khi nào mà cảm thấy đó cái thịt mình nó ra nhựa thì lúc đó mình sẽ ngưng xào nha. Cái thịt của mình bây giờ nó tái lại rồi nè cô chú anh chị, đó là sắp được rồi đó. Thì bây giờ mình cứ xào đều lên thì một lát nữa thì nó sẽ ra nhựa, nó sẽ dính 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 là mình sẽ nhìn mình sẽ biết ngay nha. Khi thịt của mình tái lại rồi á, thì bây giờ mình sẽ bỏ luôn cái nấm mèo của mình đã sắc vô nè cô chú anh chị. Và một khi bỏ cái nấm mèo đã sắc này vô rồi á, thì mình sẽ xào trong vòng khoảng chừng từ 3 đến 5 phút thôi, để mình giữ cho cái nấm mèo mà nó được giòn nha cô chú anh chị nha. Nhựa thì đã có rồi nè cô chú anh chị. Và cái tai heo của mình á, mình xào bây giờ nó cũng hả quắn quắn lại rồi nè. Đó, và nhựa nó dính nha. Còn cái thịt bắp của mình nè thì mình xào như thế này nó vừa chín tới luôn á cô chú anh chị. Đó, đó cô chú anh chị thấy không? Nó rất là ngon luôn, vừa chín tới để mình làm giò thủ á, nó sẽ ăn nó sẽ rất là thơm ngon. Nó sừng sực, nó không có bị khô cái giò thủ của mình nha cô chú anh chị nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi đóng khuôn thôi. Hôm nay á, thì em á, sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị người nào mà nếu mà không có cái khuôn á, thì mình dùng một cái chai Coca-Cola nè, mình cắt cái phần đít của nó đó cô chú anh chị, khoảng nửa chai. Sau đó bắt đầu mình sẽ bỏ đầy vào, ở đây là cái thịt của mình. Rồi mình lấy cái nắp mình giọng xuống, cho mình nhồi thật mạnh xuống để cho nó được sốc xuống dưới đó nha. Rồi nó sẽ, lúc mà mình bỏ tủ lạnh nó sẽ đóng lại một cái nguyên một cái hình khối. Nó mình sẽ thành công nha. Và đây là cái thành quả em đã ép xong rồi nè cô chú anh chị và các bạn, nó rất là ngon luôn đó. Em có đục mấy cái lỗ ở dưới cái đít chai á, cho nên dầu nó sẽ được ép ra ngoài hết. Bởi vậy nó sẽ không có dầu đâu, bởi lúc xào cô chú anh chị nên bỏ khoảng hơn nửa chén dầu nha, đừng sợ nhiều dầu nha. Còn đây là cái khuôn của em nè cô chú anh chị, em sẽ bỏ vào đây một cái bịch để em bỏ vào em đóng, lúc mà mình lấy ra nó thì nó rất là dễ nha. Còn cái khuôn này á, thì mình ra chợ đó cô chú anh chị, cái chỗ nào mà bán thau nồi rồi đó thì mình vào đây mình hỏi là sẽ có nha. Mình nói cái khuôn để mình làm giò thủ đó. Đó cô chú anh chị thấy không, bây giờ em sẽ bỏ tất cả vào đây để em nhồi khuôn nha.
Sau khi em đã ép xong cái khuôn rồi thì cô chú anh chị thấy không, nó chảy tất cả cái dầu ra ngoài hết rồi đó cô chú anh chị. Và cái giò thủ của mình nó sẽ nén lại và nó khô lại nha, chứ thật sự trong cái giò thủ mình không có nhiều dầu đâu nha cô chú anh chị nha. Bởi vậy ai làm giò thủ thì đừng lo cái dầu nó sẽ nhiều quá, ăn không tốt cho sức khỏe nha. Nhìn miếng giò thủ là muốn ăn luôn đó cô chú anh chị ơi, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Như vậy là em đã làm xong cái món giò thủ để chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị và mọi người đó. Nếu ai có thời gian thì hãy làm cái món này để đãi khách. Còn phụ nữ thì làm món này cho ông xã mình nhâm nhi vài ly bia thì còn gì bằng nữa nè. Bây giờ em đã sắp ra đĩa rồi, nhìn thật là hấp dẫn luôn á. Cái món này thì mình ăn với muối tiêu chanh là đúng vị của nó nha cô chú anh chị. Còn gia đình nào muốn thích ăn nước chấm gì thì mình làm theo nước chấm đó thôi. Như vậy là video của em tới đây đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn ở video lần sau nhé. Nếu thấy hay thì hãy cho Bếp Đàn Ông xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh để giúp Bếp Đàn Ông mau phát triển hơn nhé. Bye. Bếp Đàn Ông xin mời cô chú anh chị thưởng thức cùng Bếp Đàn Ông nhé. Cảm nhận á, giòn, dai nè, thịt mềm không bị khô, đặc biệt là ăn chúng hạt tiêu thì rất là thơm ngon luôn đó cô chú anh chị. Mọi người hãy cùng làm nhé. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho Bếp Đàn Ông và nhận chuông thông báo, bật cái chuông lên, chọn tất cả. Mai mốt video của Bếp Đàn Ông ra sẽ tự báo về máy của quý vị. Hãy like và chia sẻ kênh để ủng hộ nhé.